Xin chào anh em nhé. Trong ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên những cái video thông báo hàng về toàn thể các bác. Đợt này thì lại tiếp tục cập bến về được một lô 15-20 Pro. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì thông báo luôn cho các bác. Anh em đang xuống hàng. Thì hiện tại thì 15-20 Pro thì bây giờ vẫn đang có cái mức giá khá là mềm, 4,6 triệu, đã bao ship code và cũng như là đầy đủ dây rắc kết nối toàn thể các bác luôn. Với những dòng sản phẩm phiên bản Sub 15-20 Pro thì nó vẫn là một trong những phiên bản cực kỳ là hot trong năm nay. Đấy, phiên bản này thì trong phân khúc tầm trung của EB chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời luôn. Nguồn xuyến và tất cả những cái chế độ chính sách bảo hành của nó thì cực kỳ tốt. Đấy, đối với những dòng sản phẩm SUV chính hãng của EB 15-20 Pro này và phiên bản S15 Pro bây giờ vẫn là một trong những phiên bản mà đang được các bác ủng hộ tin dùng rất là nhiều đối với những cái mặt hàng SUV chính hãng của EB Pro. Đấy, thì phiên bản này thì các bác nào có quan tâm thì trực tiếp liên hệ của bên em. Đợt này thì tiếp tục cập bến về được một lô khoảng tầm 20 con. Đấy, thì ngày hôm nay thì bỏ ra trong kho, vào trong kho tại cửa hàng khoảng tầm em xem là khoảng hơn chục con gì đấy. Đấy, đôi 4, 5, 6 này, 7, 8, 9, 10, chục con. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, cái này thì trước khi bên em gửi hàng cho các bác thì bên em cũng sẽ tháo tất cả các vỏ thùng các thứ ra, thì bên em sẽ test đầy đủ toàn thể các bác luôn. Đấy, hàng ok tất cả các thứ rồi và bên em sẽ cho đầy đủ dây rắc ở trong thùng và đóng gói kỹ càng toàn thể các bác. Đấy, thì anh em đang cho ra đây. Đấy, 4,6 triệu các bác nhá. Và những phiên bản SUV 15-20 Pro thì mức giá của nó vẫn là niêm yết là như vậy. Còn S15 Pro thì đợt này thì vẫn đang có cái mức giá là 6,9 triệu và cũng đã là bao ship code. Nhưng mà S15 Pro thì chắc là khoảng tầm 2 hôm nữa thì mới cập bến về được. Ngày hôm nay thì nói chung là cập bến về được cả lô S12K nữa thì bên em sẽ lên riêng một cái video sau. Video này thì xuống hàng cho các bác là 10 con 15-20 Pro tại cửa hàng. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ nhé qua số điện thoại 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết và đặt hàng. Đấy, một chút nữa thì bên em vào hôm kia bên em đập thùng một con. Đấy, cho các bác tham khảo. Đấy,